Nhóm phụ nữ đặc thù được chia thành 3 nhóm nhỏ gồm phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ di cư và phụ nữ cao tuổi. Tại thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn có tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, trong đó lực lượng lao động nữ nhập cư chiếm tỷ lệ đông đã trở thành nguồn lực cho sự phát triển của thành phố. Trên thực tế, phụ nữ từ các tỉnh nhập cư vào thành phố chưa được trang bị kỹ năng để hội nhập cuộc sống đô thị nên gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Quan điểm của chúng ta thì nên coi họ là cái nguồn lực hay là cái nhóm thụ động để chờ các cái chính sách hỗ trợ. Thì có nghĩa là cả hai. Bởi vì nếu mà cái quan điểm về lạc quan quá thì coi họ là cái nguồn lực để phát triển thì cũng hoàn toàn là đúng. Với những cái nhóm mà họ có năng động này, họ có khả năng về năng lực về tư duy thì hoàn toàn có thể coi họ là một cái nguồn lực để phát triển với thành phố. Và những cái chính sách hỗ trợ cho nhóm này thì có thể như là vay vốn này, rồi đào tạo nghề, đào tạo việc làm và tích hợp họ vào các cái hệ thống an sinh xã hội của thành phố. Thời gian qua thì lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện hai cái dự án là dự án cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và dự án cấp căn cước công dân gắn chip. Do vậy thì phụ nữ mà di dân đến thành phố Hồ Chí Minh sau khi có cái thông tin trên dữ liệu dân cư được cấp căn cước công dân gắn chip thì cũng được thực hiện và đảm bảo các quyền lợi cũng giống như là người dân ở thường trú. Vận động các cái mạnh thường quân, các cái câu lạc bộ nữ chủ doanh nghiệp để mà có cái hỗ trợ cho những cái phụ nữ di dân mà khó khăn. Một khó khăn hiện nay là việc chăm sóc sức khỏe của phụ nữ di cư. Hiện chỉ có khoảng trên 70% lao động nữ di cư có thẻ bảo hiểm y tế và tỷ lệ sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh cũng chỉ đạt chưa đến 50%. Do đó, từ năm 2014, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành lập tổ tư vấn cộng đồng tại tất cả các khu phố, qua đó từng bước cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ người lao động nhập cư, đặc biệt là lao động nữ, về kiến thức, kỹ năng, giới thiệu việc làm, vay vốn, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế và bảo hiểm xã hội.